dù có anh nhìn ngoài trên đắng mà sao không đi sớm mà chị mới nói là chị ngồi xuống đó là em không biết chị ngồi đâu luôn đó. Dạ không, chị ngồi dưới là chắc chắn là em thấy chị đầu tiên. Thấy chị đầu tiên đúng không? Đúng rồi, cảm ơn em nha. Trời ơi, xanh chuối rồi mà còn Kim Tiến. Cái này gọi là gì? Kim Tiến, Kim Sa Hồng Lũ. Gì? Kim Sa Hồng Lũ hả? Kim Sa Hồng Lũ. Đó, là nó là chị sợ là em không thấy chị.